Xin chào, tôi tên là Ngọc Vinh Nguyễn, tôi là đại sứ dân chủ. Tôi làm việc cho Ủy ban bầu cử Victoria. Cuộc bầu cử tiểu bang Victoria diễn ra vào tháng 11. Để lá phiếu của bạn được tính, bạn phải điền các phiếu bầu đúng cách. Tại trung tâm bỏ phiếu, bạn sẽ nhận được hai lá phiếu, một lá phiếu nhỏ dành cho Hạ viện, một lá phiếu lớn dành cho Thượng viện. Chúng ta hãy bắt đầu với Hạ viện, sử dụng số khi bỏ phiếu. Bạn đánh số tất cả các ô theo thứ tự bạn chọn, viết số 1 bên cạnh ứng cử viên bạn muốn được bầu chọn nhất. Viết số 2 bên cạnh lựa chọn thứ 2 của quý vị. Viết số 3 bên cạnh lựa chọn thứ 3 của quý vị, vân vân. Quý vị phải đánh số tất cả các ô. Để bỏ phiếu cho Thượng viện, bạn có hai cách. Cách 1 trên vạch kẻ. Bạn đánh số 1 vào ô bên cạnh đảng hoặc nhóm mà bạn muốn thắng cử nhất. Nếu bạn làm điều này, đảng hoặc nhóm bạn chọn sẽ quyết định ứng cử viên nào sẽ nhận được lá phiếu của bạn. Vậy là bạn đã bỏ phiếu xong. Hoặc cách 2, nếu bạn muốn tự mình chọn các ứng cử viên thay vì đảng hoặc nhóm làm việc đó cho bạn, hãy bỏ phiếu bên dưới vạch kẻ. Bạn phải đánh số ít nhất 5 ô theo thứ tự bạn chọn. Viết số 1 bên cạnh ứng cử viên bạn muốn giành chiến thắng nhất. Viết số 2 bên cạnh lựa chọn thứ 2 của bạn. Viết số 3 bên cạnh lựa chọn thứ 3 của bạn. Viết số 4 bên cạnh lựa chọn thứ 4 của bạn. Viết số 5 bên cạnh lựa chọn thứ 5 của bạn. Nếu muốn, bạn có thể tiếp tục đánh số các ô khác hoặc tất cả các ô. Khi bạn đã điền vào cả hai lá phiếu của mình, bạn cần bỏ chúng vào các thùng phiếu cho từng lá phiếu. Nếu bạn cần bất cứ sự giúp đỡ nào trong ngày bỏ phiếu, bạn có thể nhờ người thân hoặc bạn bè giúp đỡ. Bạn cũng có thể hỏi nhân viên của VEC. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách bỏ phiếu, vui lòng gọi 9209-0111, số điện thoại của dịch vụ thông dịch viên hoặc truy cập trang mạng vec.vic.gov.au của chúng tôi và chọn biểu tượng thông dịch viên.